Tiết mục video xanh quê của anh kê xanh quê. Hiện tại là có khoe ba cái xanh quê, một cây này trực, hai cây này cũng trực hơi lão chút, cái kia là cái làng lùn cũng quê rất là bệt. Cây này thì đang nhịp đầu tiên cắt giật rồi, cũng cao tầm 30 phân, nhịp đầu tiên cắt giật rồi, đang lấy răm và vào dây lấy răm cho nó nhanh, cũng hợp lý rồi. Đấy. Cây thứ hai là cây trực lão này thì đang nuôi thả, đang phôi, hai tay một ngọn rồi, thì đã cắt cái tay kia đi. Đấy. Tiếp theo là cây quê làng lùn này, vệ rất lớn, đế thì bệt 24 giờ rồi, đế rất bệt. Đấy. Rất lùn, tất nhiên là chưa cắt được, còn phải nuôi cho cái cổ ngọn nó to nữa cơ, to phải ít nhất phải bằng ngón tay thôi thì mới cắt được. Đấy, một cái này chi một rất là đẹp rồi. Đấy. Bây giờ là chiến nhá. Quay về từng cây một nhá. Đầu tiên là cây này đi. Cây này thì rất thiên nhiên, rất tự nhiên. Bệ đế cũng ác, mỗi tội có cái sẹo này hơi to. Rễ này đang hơi thô tí nhưng thôi không sao, sau xử lý bằng đực. Rễ này hơi thô hơi to, làm mịn tí cái đầu này xuống tí. Đấy, các bạn nhìn xa tí là dễ. Đấy, đang lùm nhùm để lấy răm nhưng mà chưa cắt được đâu, cuối cùng thì nó cũng nhìn nó cũng thiên nhiên lắm, trực mini lùn rất hay đấy. rất trực rất rụt rịt, tay cành rất rụt rịt, ngọn phân chia chi chiếc ngọn hợp lý, phân chia cũng hợp lý. Sau cái ngọn này phải giật lại, không dùng cái ngọn kia đâu, phải giật thấp xuống. Đấy. Cơ bản là nó có đất diễn rồi, ngon rồi. Chi thứ nhất, chi thứ hai, chi thứ ba, 4, 5. Rất thiên nhiên mà cổ rất rụt, rất rụt xịt. Cái đoạn chuyển này rất hay, đoạn chuyển này rất là ngắn, rất hay, dài rất hợp lý. Đấy, rất hợp lý. Đấy, rất hợp lý. Cây này mà lấy răm ngon thì rất là hay đấy các bạn, không đơn giản đâu. Thân thế cũng hay, bệ biết có, tỷ lệ rất là đẹp, tầm 30 phân. Thì hiện tại đang dùng cách vào dây, tức những cái cơ đầu cành này cắt giật rồi thì bây giờ những cái tay này có thể vào dây được, tay nó cũng hợp lý rồi thì có thể vào dây được. Chỉ cần mình gỡ đúng lúc và lấy răng thì nó sẽ đẹp thôi, không nhất thiết phải cắt giật hoàn toàn. Đấy, con đường như vậy, những cái đoạn chuyển cắt giật rất là hay rồi. Đấy. Rất đẹp, đây nha, rất hay nhá, cây này rất hay. Tiếp theo là đến ông này thì bệ biếc rất hay, bệ biếc rất hay, rất quái, rất già, cũng không già lắm nhưng mà nhìn thấy cảm giác nó quái, nó già, cảm giác nó gây cảm giác, tự nhiên nó còn phôi ấy. Và cần nuôi thả tiếp, xin phép được cắt phát cho sướng tay, xin phép cắt phát cho sướng tay. Cười. Cái tay này
Có rồi, chúng ta cần nuôi một thời. Cắt để cho các bạn nhìn rõ. Đấy, cũng hay phết đấy. Đấy, mình nhìn sạch sẽ và nhìn hay phết. Bệ nước rất gọn gàng. Chưa động vào rồi. Nhìn lá rất lông giống lá điện hạt các bạn. Nhìn rất giống lá điện hạt xoắn xoắn nhưng mà không phải. Nó quê các bạn. Quê nhá. Chậu. Chậu hay đấy. Nên nhìn nó như cổ cổ ấy hay. Con này chắc chỉ tầm hoàn thiện chắc tầm 20 phân này. 20 phân. Hoặc cao đến đây. Quả nó cao đến đây. Hai tay một ngọn rồi. Xem cái bộ đế nó các bạn nhá. Bộ đế nhá. Đấy, cho rõ nhỉ. Đấy, to, to xòe này phải cầm và lùa vào. Đấy, bệ bên này thì đẹp hơn. Những đoạn như cái đoạn chỗ này rất hay. Đấy. Rất hay, nhìn thấy đó cái sự thời gian của nó đây. Và nó sẽ khỏe khoắn, phía trước. Đoạn truyền này cũng dễ chịu hơn là bên kia. Đặt bên kia. Cái cổ thì nó uốn sớm quá. Thôi thì kệ thả cho to đây. Để cho giật cái bên dưới kia. Giật cái tay ngang ngang để lấy làm ngọn. Đấy. Này chỉ hai tay một ngọn thôi. Chứ nhiều hơn là tam đa thôi. Chứ những khúc thì rối lại rối. Đấy. Cắt được một nhịp bên này rồi. Này cắt được một nhịp. Chuẩn bị to gần bằng cổ tay. Gần bằng ngón tay thì cắt tiếp. Rất thiên nhiên nữa này. Đây, đây là một khẩu làng, xòe đây một khẩu làng. Tán làng ở đây, chi chi nhất, chi thứ hai, chi thứ ba. Ở đây là ngọn. Tất nhiên cái ngọn phải tịch to để cho nó ôm được cái sẹo này. Khá là gian nan, trên quê khá là lâu. Nhưng dưới này thì cũng có tương lai rất là ngành. Chọn đoạn này thì hơi
Quê quá nhá, toàn bộ ba cái quê nhá. Cái này các bác mình nhìn có khi là tưởng là điền ạ. Nếu bác không biết là tưởng điền ấy, nó không phải quê nhá. Quê, điền lá nó xoăn kiểu khác điền này. Điền này. Đấy, quê, lá dài. Quê lá dài. Mình rất giống điền hạt nó là lá ấy mà. Đấy là cái đế, nó thì chưa cắt được nên là các bác nhìn nó khó. Nên cố gắng lùa vào trong. Để các bác xem một cái cây rất là lùn. Làng lùn này, bệt làng lùn. Rất là đẹp, một cây kiểu phong cách đại thụ, cổ thụ. Cổ thụ lùn. Thiên nhiên thu nhỏ. Từ chân bệ cho đến khẩu độ rất là lùn. Rất là lùn. Đấy là con sân cá hành mỗi con 1 mét, mặc dù là đều là cây trực cả nhưng mỗi con 1 mét. Cây này thì có một cái thế trực thiên nhiên, nhìn nó thiên nhiên thu nhỏ một chút, rất là hay. Đấy, có đầy đủ chân bệ và đầy tán và cốt cán cũng khá hay. Tiếp theo là con trực lão, trực lão đang lung nấu, tương lai cũng khá hay, chân bệ cho đến thân thế cũng khá hay. Mặc dù nó cũng không phải là tuyệt sắc gia nhân gì nhưng mà nó có cái nét riêng của nó. Đấy. Và con này thì vô cùng hay. Chỉ có bo lại được cái sẹo kia là vô cùng là mỹ mãn rồi. Chân bệ cho đến khẩu độ của nó rất là thú vị. Rất thú vị luôn. Rất phù hợp với phong cách bonsai của hiện tại bây giờ. Đấy. Thì một số cây chia sẻ các bạn rồi nha. Cũng chưa có siêu phẩm nhưng mà tương lai sẽ có siêu phẩm. Xin cảm ơn các bác.